Xin chào đón tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Sướng Thời Trang. Và chúng tôi xin chính thức tuyên bố Sướng Thời Trang ngay bây giờ sẽ mở cửa và chúng ta sẽ hoạt động trong vòng 30 phút. À, có một điều mà Minh Sùng muốn chia sẻ với tất cả mọi người, đó chính là chương trình ngày hôm nay là một chương trình hoàn toàn đặc biệt. Đó chính là Gala Tết của Sướng Thời Trang. Cho nên chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng với nhau trong hai chương trình. Và hãy tương tác cùng với chúng tôi bằng cách nào ạ? Truy cập lên fanpage, đó chính là Sướng Thời Trang VTV6. Các bạn cũng thấy những gương mặt vô cùng quen thuộc, chuyên gia make up Cao Tuấn Đạt, thứ hai đó chính là giám đốc sáng tạo Tiffany Đặng, thứ ba đó chính là nhà thiết kế Devon Nguyễn, và nhà thiết kế Hà Linh Thư cùng với biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh, cuối cùng là tôi Minh Sùng. Bên cạnh đó, phía bên kia của chúng ta đó chính là những nhân vật đã từng tham gia về cho Sướng Thời Trang. Xin chào các bạn. Và ngày hôm nay, trước khi đến với chương trình vô cùng đặc biệt Gala Tết của Sướng Thời Trang, thì chúng ta sẽ cùng làm quen một xíu á. Anh có thể chia sẻ với em những nhân vật rất là đặc biệt, quyền lực và có thể rất là phong cách ngày hôm nay, để cho em có thể hiểu rõ hơn về những nhân vật này được không ạ? Ngồi cạnh anh là Hà Linh Thư. Chị Thư là một người tuổi đời cũng như tuổi nghề là gọi là dày dặn kinh nghiệm nhất trong cả nhóm. Thứ hai là chị Devon hay còn gọi là Devo, rất là ác quỷ. Nhìn chị giống thiên thần hơn. Em lĩnh thôi. Chị Tiffany Đặng thì là một người rất là mới với thời trang, nhưng mà khán giả thời trang cũng quen với một người có phong cách rất là khỏe mạnh, một phong cách rất là gọi là ngầu. Ngoài cùng thì là Cao Tuấn Đạt thì là một người rất là đa tài, vừa có thể làm được stylist mà cũng vừa có thể làm công việc của make up. Anh thì học về thời trang rất là lâu rồi. Thì hồi trước thì anh cũng học cùng với chị Thư và hai chị em cùng về mỹ thuật công nghiệp. Sau đó thì anh học ở Anh về bằng giáo viên giảng dạy thời trang. Sau đó thì quay về Đài và làm gọi là đúng nghĩa là làm biên tập viên về thời trang. Và cái điều mà Minh Sùng cảm thấy rất là thích về Sướng Thời Trang, đó chính là những nhân vật của chúng ta khi tham gia thì sẽ được lột xác. Nói chung là đến với những cái phong cách, những cái gu thời trang khác hiện đại hơn và giúp cho các bạn ngày càng đẹp hơn. Và hy vọng rằng là em cũng sẽ đẹp hơn mỗi ngày. Và hy vọng rằng là tất cả những nhân vật đặc biệt và đầy quyền lực của chúng ta ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn nhân vật của chúng ta ở bên kia sẽ tuyệt vời hơn. Bây giờ là Minh Sùng muốn làm quen với các bạn ạ. Mình là Minh Trang, mình đến từ trung tâm tiếng Anh Smart Plus. Năm nay mình 23 tuổi ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Mình tên là Trần Uyên, mình hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Xin chào bạn. Xin chào các anh chị cùng toàn thể các bạn ạ. Em tên là Thảo Nguyễn, em đến từ Viện Đại học Mở Hà Nội ạ. Năm nay em 20 tuổi ạ. Xin chào tất cả anh chị và các bạn ạ. Em là Vũ Thu Thủy, em đang là sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chào em. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em xin giới thiệu, em là Đỗ Thị Liên. Em vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Thương mại, hiện đang làm nghề bán hàng. Có rất là nhiều bạn nữ xinh xắn ngày hôm nay, dường như là các bạn đã từng tham gia về cho chương trình Sướng Thời Trang đúng không ạ? Minh Sùng thấy là cũng có gu hơn rồi, đẹp hơn rồi. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn sẽ được đẹp hơn nữa với những sự gợi ý mới mẻ hơn. Chào Nguyễn, bây giờ không biết là bạn, cái cảm giác của bạn khi quay trở lại với Sướng Thời Trang là như thế nào ạ? Em chào các anh chị ạ. Và sau khi tham gia một số của chương trình Sướng Thời Trang V6 ạ, khi trở lại chương trình thì em điều đầu tiên mà em nhìn thấy đó là cái không gian quen thuộc của chương trình của mình ạ. Sau đó là các gương mặt rất là thân thiện của các anh chị thiết kế ạ. Và em rất là nhớ những cái lúc mà mình thay đổi ở số trước ạ. Và cũng rất là háo hức để được tiếp tục thay đổi trong số này ạ. Bạn đã nói là bạn nhớ những cái sự thay đổi của mình trong số trước, thì ngay bây giờ hãy cùng nhau xem lại cái video clip bạn từng tham gia về cho Sướng Thời Trang nhé. Xin mời. Mục đích của em đến với Sướng Thời Trang là do từ trước đến nay thì em cũng khá là đam mê về thời trang ạ. Thì em cũng không biết là em phù hợp với phong cách như thế nào. Tôi nhìn người của em, frame em hơi nhỏ, nên ra tôi sẽ chuyển sang một bộ là áo crop top. Khi mà mình nhìn vào cái đồ tơ sống, nó có một chút màu hồng và một chút màu vàng đi với nhau, nó rất là dịu dàng. Cầm thêm một cái túi mà nó laser cut như này nữa thì nó, cái điểm nhấn thực ra lại rơi vào cái túi. Và nó có một cái gì đấy nó biến em thành một cô gái dịu dàng nhưng mà lại có cá tính. Bộ này nó bao gồm tất cả những yếu tố mà chúng ta cần. Chúng ta có những chi tiết ở dưới rất là bồng bềnh, rất là nữ tính. Tôi đưa em về một cái sự thanh lịch mà gọi là kinh điển nhất giữa hai màu đen và trắng. Tôi chọn cho em áo sơ mi trắng và váy đen. Và
rồi thì trong cái quá trình mà bạn đã được thay đổi từ chương trình Xưởng Thời Trang thì về nhà thì bạn có tự mix cho mình những cái bộ trang phục giống giống như thế không? Sau khi tham gia chương trình Xưởng Thời Trang ạ, thì hôm đấy là anh Tôn Hiếu Anh ạ có tư vấn là bình thường em hay mặc đồ trơn thì anh đã cho em mặc một bộ hoa từ đầu đến chân ấy. Thì về thì em cũng có sử dụng nhiều đồ hoa hơn cho mình ạ. Có một cái hứng thú hơn về cái việc chăm sóc cái phong cách của mình trong cuộc sống ạ. Bây giờ là tủ quần áo là nhiều hơn rồi đúng không? Vậy thì không biết là cái phong cách nào bạn muốn hướng tới ở trong thời điểm hiện tại? Phong cách em muốn hướng tới ở trong thời điểm hiện tại là một phong cách trẻ trung và năng động ạ. Cũng không quá là nghịch ngợm ạ. Và ngày hôm nay năm nhân vật của chúng ta đến đây sẽ được thay đổi bởi năm người rất quyền lực của chúng tôi. Và theo trình tự thôi ạ, bóc đại, bóc người nào có nhiều thịt nhất. Cao Tuấn Đạt không sao, mình nặng ký. Em trước đây có phong cách thanh lịch rồi, có năng động rồi, có tiểu thư rồi, thì bây giờ tôi muốn em có một phong cách cá tính hơn, mạnh mẽ hơn và trông thời trang hơn, nhìn em giống một fashionista hơn. Em có đồng ý không? Sau lưng em bên này, đúng rồi, một cái chân váy da, một cái váy áo, một cái áo sơ mi trông rất là đơn giản. Cùng đó thì anh sẽ cho em một cái áo lông. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi sự biến hóa của bạn Nguyễn như thế nào các bạn nhé. Cánh cửa của Xưởng Thời Trang ngay bây giờ xin được phép mở ra. Rất là đẹp. Dạ. Bà có nghĩ mình đẹp không? Có. Có ạ. Cho nên là cái lần đầu tiên khi tham gia vào Xưởng Thời Trang chắc chắn bạn cũng đã tự tin về một phần nào về khi mà các anh chị biến đổi bạn rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay bạn tưởng tượng trong đầu mình là người như thế nào? Em tưởng tượng em là một sao luôn. Một sao luôn hả? Vàng sao trên kia rồi. Bạn là ngôi sao sáng nhất. Chuẩn bị nha. Đến với chiếc gương sự thật để xem mình sáng như thế nào. Chiếc gương sự thật xin mời. Và bây giờ sẽ là thời gian rất là tuyệt vời trong cuộc đời của bạn, bởi vì bạn đã được thay đổi một lần nữa rồi. Sẵn sàng chưa? 1 2 3. Tôi đang lồng tiếng cho bạn đó. Cảm giác của bạn như thế nào khi nhìn vào trong gương ạ? Là em rất là ngạc nhiên ạ. Dạ, ngạc nhiên vì tôi đẹp trai đó phải không? Em xinh hơn, tất nhiên rồi, bạn đẹp gái hơn tôi rồi. Bạn miêu tả cái cô gái trong gương cho chúng tôi được biết nhiều hơn được không ạ? Em thấy là nhìn cô gái trong gương thì em thấy đúng cô gái trong gương là sao ấy ạ. Thiệt không? Thật ạ. Cô này nổi tiếng ở trong cái ngành nào nè? Ngành thời trang ạ. Ngành thời trang. Và cái thời trang này là thời trang như thế nào? Thời trang này là thời trang quý phái ạ. Quý phái. Vậy đó. Thì với cái cô gái này, ngôi sao này sẽ tỏa sáng và thu hút được bao nhiêu chàng trai trên thế giới này? Một nửa thế giới á. Một nửa thế giới. Và các bạn thân mến, với sự tự tin ngay bây giờ đối với bạn Nguyễn, và khi sau khi được lột xác, đó chính là một ngôi sao rất là sáng, có thể thu hút được nửa thế giới này. Hãy tương tác cùng với tất cả chúng tôi bằng cách là truy cập vào fanpage của chương trình, đó chính là Xưởng Thời Trang VTV6, để đóng góp ý kiến của mình giúp cho bạn Nguyễn của chúng ta có thêm tự tin cũng như là có thêm nhiều gợi ý hơn trong việc là sẽ làm đẹp hơn mỗi ngày. Thì chúng ta hãy cùng nhau đến với những sự nhận xét của các bạn nhân vật chưa được biến đổi. Đó, xin mời. Rất là khác ạ, khác hơn lúc nãy ạ. Dạ, khác như thế nào? Bạn thích không? Em có thích ạ. Thích ở điểm nào? Thích ở cái tóc ạ. Dạ, còn bạn kế bên ạ? Em cảm thấy thực sự là rất là bất ngờ. Thời trang đúng là rất là quyền năng. Dạ, vậy thì bạn có muốn mình sẽ thay đổi theo phong cách này không? Hay là một phong cách hoàn toàn khác? Em thì không thích sự lặp lại, cho nên là và em cũng hy vọng có một phong cách khác. Dạ, tôi đợi sự táo bạo đến từ bạn.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bên cạnh tôi thì sao nào? Cô gái rất là dịu dàng đây. Thế em thấy kỳ là đúng là bạn ấy gần dường như là trở thành một ngôi sao ạ. Và rất là quyến rũ ạ. Rất là quyến rũ, ngay cả con gái cũng thích. Thú vị con trai đúng không ạ? Dạ. Và bây giờ các anh chị ở bên kia có thể cho Minsu được biết ý tưởng của mình cũng như là cái sự yêu thích của mình như thế nào về bộ trang phục này được không ạ? Tôi cảm thấy quá ngạc nhiên với bộ trang phục của chị Kelly Hồi, bởi vì là cái bông hoa kia nó lấp ló trong các màu đen nhưng mà nó làm cho cái người đối diện cảm giác rất là ấm áp và như là mùa xuân đang về, và rất là khéo léo của anh Cao Tấn Đạt khi mà sử dụng chất liệu voan, lông và da. Ba cái chất liệu này tưởng như là rất là khó nhưng mà khi mà lên bộ trang phục này thì tôi hoàn toàn là cảm thấy mãn nguyện. Ý là tôi cũng đồng ý với cả chị Tiếp. Tất cả những gì chị Tiếp nói cũng rất là hợp với cái ý tôi. Nhưng mà em thấy là có cái bộ tóc này thì nó phù hợp với những cái dịp như thế nào ạ? Mùa xuân mà ở nhà làm này cũng hơi khó đúng không ạ? Đối với tôi thì thực ra cái tóc này nó không là khó, tại vì là chỉ có tết hai bên và đánh dấu một tí ở phần trên thôi. Để hợp với đồ da và đồ lông thì nó sẽ hơi cá tính một tí, thì tôi muốn cho bạn cá tính hẳn lên. Và một cái khuôn mặt trang điểm make up thật là nhạt, điểm nhấn là môi son đỏ thì sẽ giúp bạn tự tin cho ngày Tết mình. Cái bộ trang phục có lẽ là không cần phải nói nhiều nữa, bởi vì chúng tôi rất thích. Mặc dù là màu đen là màu yêu thích của tôi, nhưng mà với những cái bạn trẻ như này thì cái việc sử dụng màu đen ấy là không dễ. Còn cái về cái tóc mà Minh Thù vừa nói, tôi nghĩ rằng không nhất thiết là bạn ấy sẽ phải có một cái tóc giống như này, bởi vì rằng đấy chính là cái sự đặc biệt của người làm ra mái tóc, có nghĩa là chỉ có anh Cao Tuấn Đạt mới có thể làm được điều này thôi, và đấy chính là cái dấu ấn riêng của anh ấy. Nếu như em không đến gặp anh Cao Tuấn Đạt, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ có kiểu đầu này nữa. Chúng tôi có những điều đặc biệt mà không phải ai cũng làm được, và em cũng thế, tức là em cũng sẽ có những cái điểm đặc biệt của em mà không phải là em cần phải giống với những người khác. Bạn đang mặc bộ quần áo này rất là đẹp, và tôi thích cái mái tóc bạn để cao thì cái gương mặt của bạn được sáng lên, và lúc đến mà lúc nãy bạn để tóc xuống thì rõ ràng là cái cằm và cái xương mặt của bạn nó không được xinh như bây giờ. Mà khi mà bạn làm cái mái tóc rất là cao và sáng như này, tôi thấy bạn bây giờ hoàn toàn là rất xinh. Dạ, các bạn thấy đó, khi mà đến với sự thời trang thì chúng ta sẽ được lột xác hoàn toàn, biến đổi hoàn toàn về cả tính cách. Bởi vì là những bộ trang phục mà các bạn được gợi ý từ những chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn, đẹp hơn. Và hy vọng rằng đây chính là những sự gợi ý cho chính tất cả các bạn khán giả ở nhà xem truyền hình nữa. Và hãy tương tác cùng với chúng tôi trên fanpage nhé, đó chính là Xưởng Thời Trang VTV6. Và bên cạnh sau đây đó chính là bạn Liên. Bạn ấy học về quản trị du lịch, nhà hàng và khách sạn. Vậy thì không biết là ngày hôm nay quay trở lại rồi thì bạn có điều gì đặc biệt muốn chia sẻ với tất cả mọi người hay không? Cách đây một vài hôm em có bất ngờ xem lại một số ghi lại của chương trình ấy. Thì mỗi lần xem lại thì em cảm thấy mình dường như là đang là nhân vật đó, đang đứng ở trên đó. Cái cảm giác đó nó cứ tràn về, và tự nhiên trong đầu em bất giác lên một câu hỏi rằng là các chương trình khác em đều thấy có chương trình gala cuối năm, mà chương trình Xưởng Thời Trang thì em chưa thấy có bao giờ. Và một câu hỏi tiếp theo là nếu như có gala cuối năm thật thì không biết mình có phải là một nhân vật được trở lại chương tham gia chương trình hay không. Ngay trưa sau thì em nhận được cuộc gọi thông báo là em được tham gia gala cuối năm của chương trình, làm em thấy là dường như mình chương trình rất là có duyên với nhau. Nói chung là cái ước muốn của bạn đã được thực hiện đúng không? Và có một cái mong ước là Xưởng Thời Trang của chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn nữa và sẽ có nhiều chương trình đặc biệt hơn nữa dành tặng cho tất cả mọi người. Cho nên là các bạn hãy đồng hành cùng với tất cả chúng tôi bằng cách tương tác lên fanpage, đó chính là Xưởng Thời Trang VTV6, càng nhiều các bạn nhé, giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Và cảm ơn bạn rất là nhiều. Và ngày hôm nay quay trở lại đây rồi thì không biết là đã từng được biến hóa, bạn có áp dụng cái đó vào trong thực tế của mình không? Sau khi đến tham gia, trước tiên là về em biết nhận ra là mình biết cách phối đồ hơn rất là nhiều. Từ cái tủ quần áo ít ỏi của mình, nhưng mà em vẫn luôn cố gắng làm sao cho mỗi bộ đồ hàng ngày em mặc nó trở nên mới hơn. Từ sự kết hợp từ những cái quần áo bình thường thôi, nhưng mà qua mỗi lần mặc khác nhau thì mình sẽ kết đồ nó để tạo ra mỗi ngày mới là một bộ đồ mới. Tôi thấy là khá là có ý thức về cái việc ăn mặc, tức là ví dụ như là áo đỏ này, khăn đỏ, giày đỏ, thì tức là cũng có một cái ý thức về sự đồng bộ. Nhiên là cái gì cũng phải có quá trình, tức là mình không thể ngay lập tức nó có thể đạt tới một cái tầm cao, bởi vì nhưng mà bạn đã có một cái sự thay đổi mà so với cả bạn của một năm trước lúc vừa đến đây.
thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái bước tiến rất là tốt. Đấy là lý do tại sao bạn lại quay lại đây tiếp, để là như kiểu là bạn đã lên lớp rồi, bây giờ bạn sẽ tiếp tục lên một bậc nữa. Dạ, đi học đại học đó. Thời mà bạn Liên làm là vẫn đang ở chuyển giao giữa hai format, và thời bạn là còn hai stylist tư vấn trang phục cho bạn ý. Thế đâm ra thì bạn vẫn kiểu bị về bị thòm thèm. Chúng tôi đã có một video clip bạn Liên đã đồng hành cùng với chương trình Sướng Thời Trang. Ngay bây giờ xin mời tất cả mọi người đón xem. Bạn có phải là một cô gái quan tâm và chăm chút đến ngoại hình của mình hay không? Thực ra thì em chỉ khi đi đâu có dịp gì quan trọng thì em mới gọi là có sự để ý đến bản thân hơn một tí. Cái mục tiêu cụ thể mà bạn đến với Sưởng Thời Trang ngày hôm nay là gì? Ngoài cái mục tiêu như các bạn thường mong tới, đó là được tư vấn với các chuyên gia, được nhìn thấy bản thân mình trong một diện mạo mới, thì em còn muốn được thấy mình trở thành xinh đẹp nhất từ trước tới nay. Cứ tự nhận thấy mình là một người cũng có ngoại hình khá cân đối, và cũng được nhận xét từ bạn bè xung quanh, thì các bạn có bảo là em là một người rất dễ để ăn mặc, lựa chọn đồ cũng không quá khó. Còn điểm yếu thì sao? Bạn có tự nhận về một cái điểm yếu nào đó trong cái phong cách thời trang hoặc là về ngoại hình của mình? Làn da không trắng như mọi người. Tất cả các bạn đến đây đều có mục đích, và mỗi bạn có một mục đích riêng. Nhưng tôi thích cái mục đích của em là nó rất là rõ ràng, nó rất quyết liệt. Xinh đẹp nhất có thể, đúng không? Đúng. Tuy vậy bạn vẫn phải nghĩ đến là cái hình ảnh bạn mong muốn là như thế nào. Ví dụ bạn mong muốn bốc lửa như ai đó, đúng không? Phải có một cái hình tượng và có một khuôn mẫu để mình hiểu. Có thể bốc lửa chị Thư cũng được. Mình sẽ mang đến cho bạn một phong cách xu hướng kẻ, mà đặc biệt đó là màu kẻ đỏ. Đây là bộ trang phục mình mang đến cho bạn hôm nay. Em lấy cảm hứng là phụ nữ Paris, họ luôn trong những chiếc váy và họ phối với những chiếc áo rất là đơn giản, trông rất là nữ tính và toát lên một vẻ gì đấy rất là thanh lịch ạ. Và quyết định cuối cùng của tôi đó là chọn bộ của bạn à. Và đó chính là những hình ảnh mà bạn Liên của chúng ta đã tham gia Sưởng Thời Trang ở format cũ. Các bạn thấy là lúc đó thì bạn Liên của chúng ta cũng thiệt thòi hơn những chương trình mới, đúng không ạ? Không được trải qua ba sự hướng dẫn, ba sự gợi ý của ba nhân vật tuyệt vời của chúng tôi, mà bạn chỉ được chọn một trong hai stylist đưa ra bộ đồ cho bạn mà thôi. Thì ngày hôm nay thì bạn xem những hình ảnh này thì bạn cảm thấy như thế nào? Khi xem lại những hình ảnh như vậy thì em vẫn còn nhớ là khi trước khi bắt đầu tham gia chương trình thì em rất là háo hức, là mong chờ cái hình ảnh mà xinh đẹp nhất từ trước tới nay mà em đạt được như thế nào. Lúc đó thì chị Thư thì thấy như thế nào ạ? Tất nhiên là mình có rất là nhiều cách để làm cho mình nổi bật, nhưng mà cái cách mà bạn ấy làm cho mình nổi bật bằng cái việc lựa chọn hai cái màu đen trắng đó thì tôi thấy rằng là đấy là lý do tại sao mà bạn làm cho tôi nhớ trong rất là nhiều nhân vật. Rất là hạnh phúc khi mà sẽ chọn em là một người chị tư vấn trang phục. Bởi vì đối với chị thì em có một khuôn mặt khá là đặc biệt, và chị muốn cái sự đặc biệt này sẽ làm cho người đối diện nhớ em mãi mãi. Bộ trang phục chị đưa đến thì cũng khá là mới so với giới trẻ bây giờ. Có thể là ở Việt Nam họ chưa mặc nhiều, chưa áp dụng nhiều. Và có một cái điều chị băn khoăn ấy, cái khó của bộ trang phục này là thổi hồn vào cái bộ quần áo đó. Nhưng mà em lại là người học trong ngành du lịch và khách sạn, có nghĩa là em sẽ tiếp cận rất là nhanh với cả những cái nền văn hóa mới ở những nước khác. Được lấy cảm hứng từ Nhật Bản, một vùng Osaka, một thành phố Osaka, Lolita. Đây là một kiểu trang phục được kết hợp thời trang không giới hạn, có rất là nhiều phụ kiện từ lông hay là từ ren. Có thể gọi đây là một bộ đồ white on white, nhưng mà tên cụ thể của nó hơn sẽ là Lolita Osaka. Yeah. Và chị mong rằng em sẽ thổi hồn được cho nó. Em đang hình dung là không biết là mình khi mặc bộ trang phục này vào thì sẽ cuốn hút thu hút những người xung quanh đến mức độ như thế nào đây ạ. Dạ. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau chờ đợi sự biến hóa
thành một cô nàng Lolita Osaka đến từ Bạc Liêu các bạn nhé. Cánh cửa của xứ thời trang mở ra. Một cô gái hoàn toàn khác, rất cá tính, nhưng mà Minh Sự thấy là hơi rụt rè đúng không? Bây giờ thì sao nào? Bạn tưởng tượng trong đầu bạn được tự biến hóa như thế nào? Thực sự là lúc này em còn chưa thể hình dung ra được khuôn mặt cũng như là mái tóc của em đang được các anh chị làm lên như thế nào nhá. Nhưng mà các bạn khán giả xem truyền hình ở nhà thì cũng đã được nhìn thấy từ trên xuống dưới tuyệt vời như thế nào đúng không ạ? Hãy tương tác cùng với chúng tôi trên fanpage, đó chính là Xưởng Thời Trang VTV6, để có những ý kiến đóng góp thật là tuyệt vời về cho chương trình các bạn nhé. Còn bây giờ quay trở lại với bạn, một cô gái đã được lột xác hoàn toàn theo một phong cách Lolita Osaka, thì bạn có hay xem những cái gì liên quan tới Nhật chưa? Bạn sẽ được nhìn thấy một cô gái Nhật tại đây. Chuẩn bị nhé. Và bây giờ sẽ là chiếc gương sự thật của chúng ta. 1, 2, 3, xoay lại. Ta-da. Em có nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ theo phong cách này hay không? Chắc là có thể, em chỉ có thể trải nghiệm đây thôi, chứ còn thực sự em chưa dám thay đổi theo phong cách này. Nói chung là đây chính là những sự gợi ý cho tất cả những nhân vật của chúng ta khi đến đây được tiếp xúc với những trend mới, với những xu hướng thời trang hoàn toàn mới, và đặc biệt đó chính là thay đổi tính cách của chính tất cả các bạn, giúp cho các bạn tự tin hơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại hàng ghế của các bạn nhân vật để chúng ta có thể lắng nghe những lời nhận xét của các thành viên còn lại trong sự thời trang của chúng ta nhé. Rồi, xin mời. Bộ trang phục mà chị Tiếp làm cho Liên ý, bọn tôi rất là thích, bởi vì nó rất là thời trang. Bọn tôi không khuyên là em ra đường em mặc như thế này, nhưng mà đây là một cái trải nghiệm mà chị, nó đẹp ở trên sân khấu này là đầu tiên đã. Và thứ hai là khi mà em ở trong cuộc sống bình thường ý, thì em có thể giảm thiểu đi mọi thứ. Đây là cách làm là chúng tôi gọi là làm cho tới nhất, để cho bạn có một cảm giác là khi mà tới nhất trong thời trang nó được như thế nào. Nó giống như một cô người mẫu mà khi mà bình thường chắc chắn là bạn không bao giờ có cơ hội được mặc một bộ trang phục như thế này hay là làm được tới như thế này. Có nghĩa là đây là chị Tiếp có mang đến cho em một cái kiến thức về văn hóa. Một là cái nhân vật có lẽ là em chưa đọc sách. Vậy thì tôi cũng khuyên là các em, ngoài cái việc là muốn mình trở thành một con người thời trang, thì tôi cũng muốn là em hãy trở thành một con người tri thức. Bởi vì đây là một cái nhân vật rất là nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới, đó là Lolita. Đấy là về kiến thức về văn học. Về phần thứ hai là về kiến thức về văn hóa. Và thì đây là một cái gọi là trend, một cái xu hướng thời trang rất là nổi bật. Nếu như em có điều kiện để bước chân sang Nhật thì tôi nghĩ rằng là cả một thành phố người ta mặc như này nó rất là hay, nó rất là đặc biệt. Và tại sao người Nhật đã tạo nên một cái thế giới riêng mà họ chẳng cần phải giống những người xung quanh, tự họ tạo ra cho họ một thế giới riêng và họ vui với cái thế giới đó. Vậy thì mình có thể học được cái kiến thức là chị tụng đúng như là anh Hiếu Anh nói, em không nhất thiết phải mặc giống như này, nhưng có những cái là em có thể, một là em biết là cái nhân vật Lolita là gì, tại sao cô lại có cái hình dạng như thế này. Thứ hai là em có thể học được cái điều là em tự tạo cho em một thế giới riêng. Cái việc lựa chọn em là ai, đấy là em quyết định, còn chúng tôi chỉ là những người đưa cho em những cái lựa chọn mà mở cho em những cái kiến thức về cuộc sống, về xã hội mà thôi. Em thích nếu mà là một cô công chúa, cũng là một cô công chúa cá tính và có phần đặc sắc riêng cho bản thân ạ. Thật sự là khó quá, tại vì các phong cách em đều muốn thử ạ. Các tóc ngắn thì cũng không có vấn đề gì cả, nhưng mà tóc ngắn hay tóc dài thì nó cũng không có quá là quan trọng để mà mình thể hiện bản thân mình. Cô bé này là người được mệnh danh là nhân vật hay nhất của Xưởng Thời Trang năm 2014. Wow. Các bạn thân mến, rất tiếc là thời lượng dành cho chương trình đặc biệt ngày hôm nay cũng xin khép lại. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã thay đổi hoàn toàn hai bạn nhân vật đã tham gia vào Xưởng Thời Trang trong quá khứ với một diện mạo hoàn toàn mới. Và các bạn ấy cũng đã được học hỏi thêm những kiến thức thời trang mới dành cho bản thân mình. Và cảm ơn các bạn khán giả đã đồng hành cùng với tất cả chúng tôi bằng cách tương tác về fanpage, đó chính là Xưởng Thời Trang VTV6. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong tập thứ 2 Gala Tết của Xưởng Thời Trang. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Minh Sù của Xưởng Thời Trang.
Xin chào đón tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Sử Thời Trang. Chương trình ngày hôm nay là một chương trình hoàn toàn đặc biệt. Một cái cô bé sinh viên không hơi bình thường. Tôi muốn em có một phong cách cá tính hơn. Và đến bây giờ thì em rất là khác.